Xin chào hết tất cả mọi người đã quay trở lại kênh của La Cà này. Hôm nay mình cùng đi rừng cùng với con ru thôi. Ở quanh cái loại chim này rất là nhiều cả nha. Là chim trâu trấu á. Đó, mới vừa bày lên. Ở này thì mình nghĩ nó nửa con rồi này. Muốn hồi hả? Đó, tại vì mà nó ăn cái đồ ăn nó cho con á, nó thải ra bò lên bò xuống là nó ra cái chất đen đen ngay miệng hàng á. Là con nó có. Một tổ như thế này nó đẻ thường 5 đến 6 trứng, nhưng mà nữa thì từng cỡ 4 con đến 5 con thôi. Được, không có đào đi. Đi, không đào. Đi. Đấy. Có gì cứ chút xíu gặp một tổ rồi. Kia một tổ nữa cả nhà. Đất mà nó có bay qua thành nó. Chim này thì ở mình không có bắt đâu. Mà nhỏ mình chọn bò thường phá thường bắt thôi. Bây giờ lớn rồi không có bắt nữa, không có nuôi nữa. Đây nữa. Đó, là một tổ nữa này. Đây cũng là một tổ của nó nữa. Đó, nó bay kìa. Nó kêu chạc à. Lật đặt chạy đâu dưới luôn. Quá trời luôn, trời ơi chim cái nha. Bay lên đám lắm luôn. Ôi trời. Cái gì nước rồi chim đủ rồi chim hết, có một khổ nước nó xuống nó uống ấy. Khá là nhiều đó, cái bổ chim kia kìa, rồi nó bị đám kìa, sao còn nhiều hơn cơm kêu kiếp là nó. Ở mình thì kêu con chim nó là chim trâu trạo, buồn diệt nước một bà luôn. Ôi chô ra bay lên một bà luôn, ôi diệt nước bự rồi á. Đó, bay lên bài dịch nước. Còn chim ở đang chờ uống nước khá nhiều cơ nhỉ. Cái này cao cá nha, cá nhiều lắm, lúc giữa sa mạc mình mong luôn. Đây có cỏ này. Có cá hết nè, đủ loại cá luôn. À, đất ở mình bao la cả nha, đất thằng Tân không có cái gì luôn. À, chịu khó mà mình lục cái này, muốn lục chim này, sơn ca này, với lại con chim tê tê này, nhàn nhàn này. Nói chung mấy loại chim mà để đất á, thì nó sẽ để cho này, chịu khó mình đi lục là có. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi lùng coi thôi. Ồ kìa, có con tuyết bự cơ. Rồi đi qua đó dạo chút có trứng không nha. Có tổ hay là có chim non sẽ quay lại lục tuyết bự á. Chụp rồi chim trâu ở mình kêu chim trâu trấu này. Trâu trấu có đẻ đất á. Nó nhiều kinh khủng luôn mọi người. Không ai bắt. Không có tổ nè. Tại tổ nó hai tổ này cả nha. Hai tổ này. Hai đập hai tổ luôn. Đó. Mấy cái này có con hết rồi. Nay mùa này là mùa nó nuôi con đó. Còn nữa cái nha. Mình định bắt coi quay mấy cái ở tổ sơn ca hoặc là chỗ tổ tê tê hay là con tu hít gì đó mình quay. Mà không chưa thấy. Thấy toàn là chim ái u. Con gì hết. Đó này nè. Phép tụi cỏ nó ăn nè. Mình nghĩ là cổ con chim non nữa rồi. Đây. Trâu trấu nhiều kinh khủng không. Rồi nữa. Quá wow, trời ơi, một bãi cát luôn, không biết một tộc họ nó để đời thế này luôn. Trời ơi, quá nhiều. Rồi nữa cả nhà. Quá nhiều rồi, này khác kia nữa, trời ơi. Đi tìm mấy cái tổ chim kia mà nó nhiều quá mất đi. Nhiều khiếp. Còn thêm có cái chim tu hít gì không. Kia nữa, trời ơi, để cái gì mà đại đất hết. Còn chim gì bự dưới rồi đây. Nó bị chết rồi. Ồ cha bên kia kìa. Trâu trấu mà để đài bờ luôn mọi người. Cái mình coi được có cái tổ chim à. Đừng chọc chim luôn. À gỡ nó, đừng có chọc nó. Quá nhiều luôn. Không thấy là dậm trứng luôn á. Tổ sơn ca. Sơn ca mà nó đi chiền rồi mọi người. Đi chiền rồi, không có gì hết. Lúc nãy giờ gặp được tổ sơn ca thôi. Cũng lại chim trâu trấu nữa rồi.
Đây, hàng không đây. Cái này thì không phải. Có khi là phải mà bị chó mua lắp bỏ hang luôn á. Chụp mở xuống xiều thấy chìm cái mỏng rò mỏng người này nó rượt liền rượt liền rượt liền rượt liền. Rồi ở chung bờ bờ có phôi mắt. Bây giờ chú bá chừng chim không? Anh chạy anh chạy. Rồi xong. Không chị vô đây. Anh chạy lại đó. Mình chỉ cần một tiếng hút sáo là chạy lại thôi. Không có đi đâu đó. Dại dữ vậy. Sao bắt được nó mà chạy dữ vậy hả? Cái vụ mà chạy dữ. Đây. Rồi bà cả nhà thân mến, bây giờ mình với con Lu sẽ đi lùng cái khu này. Có cây gì để mình đợi không nha. Đây mọi người, không cần đợi lâu. Đó, Lu đây. Thì mình sẽ phát hiện ra cây đây. Ui, hoa này cây mùi phơi như con tơ tơ luôn. Tím sao mà tím, cây này là tím đậm rồi. Coi cái lá của nó này. Đó. Mình muốn thấy cái của mình thôi. Này thì nó nằm vừa rào con trống con dở đó thôi, nhưng mà không biết cái gì, chỉ đào xuống mơ chốt được lại lấy không lấy nha. Đó, coi rồi chụp xuống ác vậy đó. Đó, cắt dọn sơ mình sẽ đào nó thôi. Rồi em này mình sẽ lấy đẹp quá. Còn về đây coi nó hò nó nè. Cứ mỗi mấy hết lá thì sẽ lên mỗi cái giò ho mọi người. Mỗi hết lá nó dồn gì này, đất này lên hai giò ho luôn chứ một gì. Đó. Chung sẽ đào. Đào quá, đào quá. Chung chỉ trống luôn. Dò hết mọi người. À, thôi tưởng nó nhỏ chứ mà không nhỏ đâu. Hoành. Đào mấy á. Nó bị hàng rào người ta phát á, nên nó lùng xuống, hy vọng là nó sẽ đừng có đi lưới chuột sâu được nha. Dùng này cho mình đào xuống 20 nữa rồi kia rửa thêm 20 nữa là 40, mình trừ ra 20 vẫn có vẫn cho được. Đây cả nhà, mình đã lấy lên một rửa, hai rửa, ba rửa, bốn rửa, năm rửa, tổng cộng 6 rửa. Sáu rửa có cái rửa chuột mình dưới cái rửa kênh cắt bỏ, giờ mình trồng lên ngang đây, trồng cũng tầm này thôi. Cái quan trọng là sống hay không thôi nha. Mình cũng chơi tầm này đi. Thằng này nó khó sống là do vậy các mọi người. Nên nhiều cây nó xúc tích cho nên mới có rửa nữa cơ. Còn cái này thì nó giờ nó cũng còn mê cho mình nữa. Chim. Cái con luôn. Nó đi chặt chim mà kim chim mới la quá chừng luôn. Đó. Nó vào bên đó chặt chim mà. Gió sẽ chạy vừa nha. À, mình sẽ đi lùng tiếp coi nữa nha. Sầm nữa nè, sầm ốc nữa nè. Hòa hơn nữa nè. Đã. Bên kia có trái luôn kìa. Chùm chùm luôn. Không, không. Trái nó lớn. Thôi mình miếng chùm trái bự xuống cho. Mình xem nè. Đẹp không? Cái này trồng ngoài còn đậu trái này. Trồng trái của nó quá trời. Trồng trồng. Này này, nó như cái của trồng ngoài một. Mà nó trồng ở đây. Nó thẳng lắm. Mình đi lùng chuột cây khác rồi. Là một cái trái luôn. Ra trái rồi. Wow, rất là to hơn. Này có người mưa. Cái này xấu quá. Dạ dạ. To to mà xấu quá mọi người không có thứ. Ơ mình đi coi cái khác thôi còn không? Thấy đẹp đẹp mọi người. Mới cho hoa sơ sơ rồi. Bên kia, bên kia. Mới cái gì bây giờ mới cho hoa này. Mới còn hoa nhỏ nhiều quá. Chưa gì được.
được hồi rồi. Chưa có nữa, giờ mới lấy kho. Con rùa bị chặt chim mà cơ giết đầu. Có phần đã được cho mà nó bò cái này rộng quá, để mình dọn hết ra mình coi thử lá được không nha. Chút hồi rồi. Mới ra này. Dọn trống rồi. Đẹp không? Thì rừng trên thân này. Cái này đào mà quan trọng là nó không có cái rơi chuồng cái là ngon. Nó giống như mình trong số mọi người, mà nó có rơi chuồng thì thua. Hên xui. Không mà xuống rơi con nhiều là cũng may mắn, là không có rơi con thì cũng chịu luôn. Dọn gài quá chừng gài. Đây mọi người. Nó lại đây. Coi mình đã lên. Được 1 rỡ, 2 rỡ, 3 rỡ, 4 rỡ, 5 rỡ, 6 rỡ, 7 rỡ, 8 rỡ, 9 rỡ. Cái rỡ chuột đây. Nói chung gì mình cũng trồng thôi nha. Lưu lại kia đứng chụp hình đi. Coi kia. Bà chủ cái coi kìa. Ở đây. Ông đứng không nhảy cái thùi củ đá đâu giờ, từ từ. Ai làm giải, ai làm giải. Rồi, đỡ vai cho chụp hình này. Anh nằm xuống, giữ coi. Anh mọi người, trời. Tối luôn á. Tối đen luôn. Đang hết sức luôn. Tại vì cái này tưởng khó quá. Chó. Đẹp chưa. Cái này dọn không dọn cho rừng thành thân luôn cũng được, không dọn bớt nha, rối quá. Dọn bớt rồi mình trồng, mình dỡ tủ rồi bỏ bớt. Trồng lên sơn trên. Thôi nhiên cái rỡ cũng được rồi. Wow. Đây mình sẽ không có lá bầu này đâu, vũ bầu hết. Rồi, như rừng hôm nay mình xin kết thúc luôn. Chúc gia đình mình xem video vui vẻ nha. Đó, xong một ngày đi rồi.